Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất để quý vị có những phút giây thực sự thư giãn và thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào đêm thứ Sáu, mưa xối xả đã đổ xuống thành phố Tân Hương và thành phố Huân, khu chân phía nam của dãy núi Thái Hàng ở tỉnh Hà Nam, quận Tân Kỳ và quận Thất Huyền ở thành phố Hạc Đích, và lượng mưa vượt quá mức cực đoan trong lịch sử. Mưa lớn đã gây ra ngập úng ở một số khu vực của thành phố và tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu từng bị ngừng hoạt động trong vòng 5 giờ. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, các khu vực đô thị của Tân Hương, thành phố Huân Khu, quận Kỳ Tân của thành phố Hạc Đích, quận Thất Huyền và những nơi khác đều phải hứng chịu những trận mưa lớn một lần trong một thế kỷ. Trong đó, lượng mưa trong 6 giờ của Tân Hương lên tới 445,3 mm, lập kỷ lục cao nhất trong thành phố trên cả nước kể từ đầu năm đến nay, vượt xa lũ ở Vũ Hán. Mưa lớn đã gây ra ngập úng trong một số đô thị ở Tân Hương, đoạn Bắc Nam ga Tân Hương trên tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu bị gián đoạn 5 giờ do nước tràn qua đường dây sắt có tốc độ là 120 km/h. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở khu đô thị Tân Hương, nhiều danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa, lũ lụt tràn từ núi xuống và đất đá liên tục rơi trên đường đi. Các phương tiện phải di chuyển qua nước. Thay vào đó, một số người chèo thuyền cây A, chỗ sâu nhất lên tới 1,5 mét. Cống các cầu vượt trong khu đô thị cũng không thể qua được do nước dồn ngập rất sâu. Tân Hương, Hà Nam hứng chịu một trận mưa xối xả vào tối thứ Sáu. Xe tải lớn, xe buýt và các loại phương tiện xây dựng cỡ lớn khác nhau đã trở thành phương tiện vận chuyển hầu như không thể sử dụng được. Theo các báo cáo, dự kiến mưa tiếp tục kéo dài từ ngày đêm thứ Bảy đến Chủ nhật, trời bắt đầu nắng dần. Kính thưa quý vị, trước đó vào sáng thứ Tư, do mưa lớn liên tục nhiều ngày ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nước sông dâng cao gây ngập úng nghiêm trọng tại nội thành, giao thông trong thành phố gần như tê liệt hoàn toàn. Đường hầm sông Dương Tử cũng bị đóng cửa, người dân địa phương lo lắng rằng sẽ có một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra nếu trời vẫn tiếp tục mưa. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư, Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, nói rằng trong 3 giờ tới, lượng mưa ở Vũ Hán sẽ hơn 150 mm. Trước buổi trưa, số đoạn đường mà các phương tiện không thể lưu thông bình thường ở Vũ Hán đã tăng lên 187 đoạn. Số đoạn đường bị ngập nước do mưa tiếp tục tăng lên, giao thông gần như tê liệt. Phòng giáo dục thành phố đã khẩn cấp đưa ra thông báo đình chỉ toàn thành phố. Đêm qua, hồ chìm ở Cadian, Vũ Hán bị vỡ bờ bao và xả nước. Hơn 16.000 dân làng được chuyển khẩn cấp trong đêm. Công ty xe buýt đã phối hợp và huy động 220 xe buýt để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Hiện tại, nhiều lối vào tàu điện ngầm ở Vũ Hán đã bị ngập trong nước. Nước chảy xuống các bậc thang như thác đổ thẳng xuống lối vào tàu điện ngầm. Có nhiều nơi nước ngập trên đầu gối. Nhiều lối vào tàu điện ngầm buộc phải đóng cửa. Cô Di Hang, một công dân của Vũ Hán, nói với phóng viên của Epoch Times rằng tất cả phương tiện giao thông ở Vũ Hán hiện đã ngừng hoạt động, bao gồm tàu điện ngầm, xe lửa, xe buýt và taxi tư nhân. Ngay cả đường sắt cao tốc cũng bị ngập lụt. Lượng mưa ở Vũ Hán đạt kỷ lục 650 mm trong một tuần, tạo thành các thác nước và cá bơi trên đường trong hầm tàu điện ngầm. Cô Di Hang cũng cho biết trước đây Vũ Hán mỗi năm đều bị ngập lụt ở mức độ khác nhau, nên trên trang mạng thường chế giễu rằng mùa hè đến Vũ Hán mới có mưa để ngắm biển. Điều này là do cơ sở hạ tầng và hệ thống thoát nước của Vũ Hán không tốt và người dân phải chịu nhiều hậu quả do mưa lớn gây ra. Trong vài năm qua, rất nhiều tiền đã được đầu tư vào việc xây dựng mạng lưới đường ống ngầm hàng năm, nhưng tiền đã đầu tư và hiệu quả không xuất hiện và không được cải thiện. Lần này nghiêm trọng đến mức ngay cả dịch vụ xe buýt cũng bị đình chỉ. Tôi chưa từng thấy hiện tượng như vậy ở Vũ Hán. Thông thường nước chỉ ngập ở đâu đó và xe buýt phải đi đường vòng, nhưng giờ tất cả đều đã bị đình chỉ. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của lũ lụt là vô cùng lớn. Hình ảnh đường sắt cao tốc Vũ Hán bị ngập trong nước lan truyền rộng rãi trên mạng. Cô Di Hang cho biết đường sắt cao tốc Vũ Hán là trung tâm đường sắt cao tốc của cả nước. Nếu bị ngập như thế này thì nhiều tuyến xe Bắc Nam, xe lửa sẽ bị chặn. Cô Yang sống ở Vũ Xương, Vũ Hán cũng nói với phóng viên của Epoch Times rằng nước khu vực cô ở ngập đến đùi, những vùng trũng thấp bị ngập sâu khoảng hơn 1 mét. Vì không có phương tiện đi lại nên tôi không thể ra ngoài. Tất nhiên trường học và nhà máy cũng sẽ phải đóng cửa. Một số công ty đã gửi thông báo khẩn cấp thông qua WeChat. Công ty quyết định rằng do thời tiết, nếu không có nhiệm vụ công việc quan trọng, hôm nay là ngày nghỉ, bạn có thể làm việc ở nhà, không khóa điện thoại di động và mọi người sẽ thông báo cho nhau. Một số trường mẫu giáo đã phải thông báo nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp. Mặt nước của sông Dương Tử tiếp cận bong cầu sông Dương Tử ở Vũ Hán. Cô Ze sống ở Tân Châu, ngoại ô của Vũ Hán, nói với phóng viên của Epoch Times rằng cô sống chỉ cách cầu sông Dương Tử ở Vũ Hán vài trăm mét. Nhưng bây giờ mặt nước gần như song song với mặt cầu và chỉ một chút trụ cầu bị lộ ra ngoài. Ngoài ra bên ngoài có nước khắp mọi nơi, tình trạng đường xá ngập nước rất sâu. Đường đến Vũ Hán hôm nay đã bị phong tỏa. Hơn 30 năm trước, trận lũ lụt ngàn năm có một đã bùng phát ở Vũ Hán. Bà Ze nói, tất cả chúng tôi đều nói rằng lần này còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi đã trải qua hơn 30 năm trước. Các ao cá dân làng nuôi ở ven sông đã bị mất trắng sau trận mưa lớn. Nước ngập tôm cá chạy ra sông lớn. Mấy hôm nay trước xả lũ ở đây mất 3 thôn, người dân phải di rời. Gần nơi xả lũ, nhiều ngôi nhà bị sập, nhưng địa hình tôi ở tương đối cao,
và gần cửa đê, nhưng tạm thời không có vấn đề gì. Nước sông đã dâng cao lắm rồi, nếu mưa nữa chúng tôi sợ lắm, không có chỗ để thoát nước, chỉ biết trông trời. Có nơi mực nước sông đã cao hơn khu dân cư gần đó, phương pháp đắp đê là dùng để thoát nước. Xung quanh đê bây giờ rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu nước sông tràn bờ, cuộc sống và tính mạng của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này rất nhiều người túc trực ở kè sông. Chúng tôi yêu cầu người nhà mặc áo phao vì không biết bao giờ trời mới tạnh. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, từ 8 giờ tối ngày thứ 5 tuần trước đến 10 giờ ngày thứ 4 vừa qua, đợt mưa lớn hiện tại do trạm thời tiết chính thức của Vũ Hán ghi nhận đã tích lũy tổng cộng là 650,5mm. Lượng mưa này là lượng mưa liên tục hàng tuần lớn nhất kể từ khi Vũ Hán có hồ sơ khí tượng riêng. Thưa quý vị, mưa lũ ở sông Dương Tử đã đến. Kể từ cuối tháng 3 năm nay, nhiều tỉnh thành miền Nam của Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó đã dự báo sẽ có thảm họa lũ lụt lớn ở miền Bắc và phía Nam của năm nay. Lưu vực sông Dương Tử có thể bùng phát với quy mô trận lũ lụt lớn tương tự như năm 1998. Mọi người luôn đặt câu hỏi rằng, liệu lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử có liên quan đến thiệt hại của đập Tam Hiệp đối với hệ thống khí hậu và hệ sinh thái của sông? Surveyor.cn đưa tin rằng, về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát lũ lụt của hồ chứa Tam Hiệp, Surveyor gần đây đã phỏng vấn Chu Kiến Quân, giáo sư tại khoa bảo tồn nước của Đại học Thanh Hoa, người đã nghiên cứu lâu dài về dự án Tam Hiệp và lũ lụt. Theo tuyên bố chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các dự án kè hai bên bờ sông, các hồ chứa bao gồm Tam Hiệp, các khu vực chứa và ngăn lũ được coi là ba vũ khí thần kỳ để kiểm soát lũ lụt trên sông Dương Tử. Chu Kiến Quân tin rằng, theo kế hoạch Tam Hiệp, ngoài 10 tỷ mét khối lưu trữ và khu vực giam giữ mà Bộ Tài nguyên nước cho biết vẫn chưa được hoàn thành, vùng phụ cận thành Lĩnh Tế nằm ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, ở trung lưu của sông Dương Tử vẫn có 18 tỷ mét khối dung tích để chịu lũ. Ông cho rằng việc xây dựng các khu tích chứa lũ khó tiến tới sử dụng, ngoài áp lực dân số cao còn thiếu cơ sở để chia sẻ rủi ro. Hơn nữa, Tam Hiệp chủ yếu dùng để bảo vệ sự an toàn của sông Tĩnh Giang và nó rất ít có khả năng để giúp hạ lưu giảm bớt dòng lũ. Ông nói rằng thiết kế của đập Tam Hiệp dựa trên khả năng lưu trữ tĩnh và hồ chứa Tam Hiệp có khả năng lưu trữ kiểm soát lũ lụt là 22,15 tỷ mét khối. Tuy nhiên, trong thời kỳ kiểm soát lũ trong mùa mưa lũ, lưu lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp rất nhanh, vì vậy theo tính toán khả năng lưu trữ động sẽ thực tế cao hơn. Kết quả là Tam Hiệp chỉ có dung tích chứa kiểm soát lũ là khoảng 18 tỷ mét khối, chênh lệch hơn 4 tỷ mét khối. Nếu tính theo dung tích trữ động, mực nước trong hồ Tam Hiệp chưa đạt 175 m, khi đạt khoảng 170 m mực nước ngược của khu vực hồ chứa gần đấy, Trung Khánh sẽ bắt đầu vượt quá mực nước cảnh báo an toàn. Do hạn chế bởi yếu tố này, khả năng tích trữ lũ hiệu quả thực tế của hồ chứa sẽ còn thấp hơn. Chu Kiến Quân nói rằng, mực nước Thành Lĩnh là một mốc quan trọng cho kế hoạch kiểm soát lũ lụt của Tam Hiệp dựa trên mực nước trong trận lũ lụt năm 1954. Tuy nhiên, sau gần 70 năm, phù sa sông và yếu tố khác đã làm cho mực nước của hồ Thành Lĩnh cao hơn 1,9 đến 2,1 m so với thời điểm đó và làm giảm chức năng kiểm soát lũ lụt thực sự của đập Tam Hiệp. Chen Lai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó đã đề cập rằng năm nay có thể xảy ra thảm họa lũ lụt lớn ở phía Bắc và phía Nam của đại lục, rằng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử năm nay có thể hứng chịu những trận mưa lũ lớn tương tự như năm 1998. Chu Kiến Quân cho biết, trong đợt kiểm soát lũ lụt năm 1998, quan chức này đã đề xuất việc bảo vệ nghiêm ngặt đê Tĩnh Giang và không sử dụng khu vực phân lũ Tĩnh Giang, nhưng chi phí rất cao và số tiền bỏ ra không thể tính được. Vì vậy, nó không được xử lý theo cách tương tự nữa. Người ra mệnh lệnh này là Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào đầu tuần này, Blog Đại Lục đã đăng một bài viết của học giả Đại Lục Hàng Nghĩa Vệ với tiêu đề Tam Hiệp sở hữu một buổi lễ cuối cùng để quỳ gối và xin lỗi người Trung Quốc. Bài báo nói rằng chỉ đọc một số bài báo trên phương tiện truyền thông chính thống sẽ không phát hiện ra vấn đề, nhưng nếu chúng được kết hợp lại với nhau thì có thể phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng. Bài báo nói rằng là những người bình thường, mọi người đều biết rằng ngoài việc phát điện, Tam Hiệp có sự giúp đỡ rất hạn chế trong việc kiểm soát lũ lụt. Trong quá khứ, các lợi ích khác nhau của Tam Hiệp đã được công khai, ngoại trừ việc phát điện và những thứ khác đều là bất lợi hoặc là mối lo tiềm ẩn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé.